Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 23 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Đi vào hoạt động từ năm 2006, khu công nghiệp Thăng Long 2 trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu ở Hưng Yên và thu hút được nhiều dự án lớn. Tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận của nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hà Ngân Giang, cô bé học giỏi, có nhiều năng khiếu về nghệ thuật. Quy hoạch vùng trồng nhãn hướng đến phát triển sản xuất bền vững. Cảnh giác với tình trạng trẻ em hóc dị vật. Đi vào hoạt động từ năm 2006, đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào được đánh giá là khu công nghiệp kiểu mẫu, thân thiện với môi trường và thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Khu công nghiệp Thăng Long 2 nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư. Hiện trong khu có 75 nhà máy của các tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản vào đầu tư như Kyocera, Hoya, Daikin, Toto, Panasonic với tổng số vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về số vốn đầu tư và số dự án quy mô lớn. Hiện các doanh nghiệp tại khu đang tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động. Sau gần 22 tháng kể từ khi quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ngô Quyền được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt, đến nay huyện Tiên Lữ cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng ALS triển khai các bước tiếp theo. Dự án được triển khai có tổng diện tích gần 30 ha thuộc địa phận xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ. Hiện 128 trên 137 hộ có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng đã bàn giao đất cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng. Tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng là gần 26 ha. Phần diện tích còn lại trên 3 ha chủ yếu do các chủ sở hữu quyền sử dụng đất đang ở xa. Tuy nhiên, các trường hợp này đều cơ bản đồng thuận với phương án thu hồi đất. Các cơ quan từ huyện đến xã cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương là phối hợp là rất là tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã hưởng ứng cái dự án này. Hiện nay của chúng tôi thì là đã thu hồi giải phóng mặt bằng được khoảng 90% diện tích. Còn cái diện tích còn lại thì trong thời gian sớm nhất là sẽ tiến hành giải phóng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc mở rộng đường giao thông trong thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, hàng trăm hộ dân ven trục đường huyện 72 qua địa bàn xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất phục vụ mở rộng đường. Tuyến đường huyện 72 nối hai huyện Kim Động và Tiên Lữ đi qua hai thôn Đống Lương và Lương Xá của xã Hiệp Cường. Đây là tuyến đường liên huyện với phương tiện đi lại đông, song nhiều năm qua đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Từ sự tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị địa phương, hơn 300 hộ dân đã đồng thuận hiến đất, trong đó có khoảng 100 hộ hiến đất thổ cư và 200 hộ hiến đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.000 mét vuông. Tiêu biểu như gia đình ông Phạm Văn Đồng, ông Dương Thanh Bình ở thôn Lương Xá tình nguyện hiến 40 mét vuông đất thổ cư với số tiền gần 500 triệu đồng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện kế hoạch số 130 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, nhiệm vụ giải pháp tuyên truyền trọng tâm trong năm 2023 là coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thuyết phục vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức hành động, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô của từng đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, xây dựng phương án điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng và sắp xếp cán bộ công chức, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân, triển khai xây dựng đề án phát triển tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương gắn với sắp xếp đơn vị hành chính. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn phòng cho cán bộ, công chức, người làm công tác văn phòng trên địa bàn tỉnh.
Qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ trên môi trường mạng, kỹ năng phong cách làm việc thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, nghiệp vụ số hóa, hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến, cung cấp thông tin dữ liệu nhanh chóng, nâng cao tính minh bạch trong tổ chức và tối ưu hiệu suất làm việc. Đưa dữ liệu lên tài khoản điện toán đám mây, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và cập nhật thông tin để nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác cho tổ chức đơn vị của mình. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra kiểm tra 154 đơn vị, qua đó góp phần chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời hướng dẫn giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về chế độ chính sách bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành thu hồi hơn 280 triệu đồng hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn sai quy định đối với gần 540 lượt người nộp về quỹ bảo hiểm xã hội, ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 230 triệu đồng đối với các đơn vị vi phạm về chế độ chính sách đóng nộp bảo hiểm xã hội sai quy định. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Yên Mỹ tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024 với nhiều giải pháp trọng tâm được đề ra. Năm học 2023-2024 với chủ đề Đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục thị xã Mỹ Hào tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý, tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, tăng cường dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của thị xã, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4, khối trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 8. Tiếp tục nội dung dạy học lớp 5, lớp 9 theo hướng tinh giản, phù hợp và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Lâm tiếp tục tăng cường kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng xã hội. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, tích cực đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ đề ra các nhiệm vụ giải pháp như tiếp tục đổi mới hình thức dạy và học, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tăng cường công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, liên thông giữa các cấp học, tăng cường tự chủ trong giáo dục và đào tạo, quản lý công tác dạy thêm học thêm và xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục. Em Hà Ngân Giang ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là một học sinh đa tài, không chỉ học giỏi mà còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật, đoạt được một số giải thưởng ở nhiều chương trình biểu diễn, liên hoan nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Ngân Giang, sinh năm 2012, ngay từ nhỏ, em đã rất yêu thích nghệ thuật, nhất là hát. Cách đây 2 năm, Ngân Giang bắt đầu học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, học đàn piano, học làm người dẫn chương trình và được ông nội dạy chơi đàn bầu. Nhờ vậy, giọng hát của em không ngừng được trau dồi và ngày càng giàu cảm xúc. Hiện nay, em hát được nhiều làn điệu dân ca, bài hát ngợi ca về quê hương, đất nước và cả những bài hát tiếng Anh. Em cũng biết chơi đàn bầu, đàn piano, kể chuyện, nhảy hiện đại, múa ballet và rất tự tin khi lên sân khấu biểu diễn. Ngoài cái việc học văn hóa, tôi luôn luôn dành cái thời gian để đưa con đến với những người thầy để nuôi dưỡng cái ước mơ đam mê của con.
Bên cạnh đấy thì khi ở nhà thì con luôn luôn được ông nội hát cho nghe, rồi uốn nắn và dạy con những cái bài hát ngợi ca quê hương đất nước. Tôi cũng là một cái nhạc công ở trong câu lạc bộ chống quân của xã Gia Trạch. Thì tôi thấy cháu năng khiếu đàn bầu thì mới đánh cho cháu nghe và cháu thích, thì bắt đầu tôi mới dạy cháu là thử đánh đi. Nhưng mà tiếng đàn bầu nó rất là khó ở chỗ là hai tay là rất là phải nhịp nhàng thì mới thành ra tiếng, thậm chí đánh còn không ra tiếng đâu. Nhưng mà thấy cháu đánh một thời gian thì thấy rất là tốt, thì bắt đầu mới dạy cháu. Thì cháu đã học có độ khoảng 10 ngày thôi thì cháu đã đánh được bài Du Con. Ông dạy đàn bầu như vậy thì con rất là vui, mình đã lưu giữ hồn quê và nhạc cụ dân tộc. Con đã đánh được những bài về Bác Hồ, về mẹ và làn điệu dân ca. Ngân Giang không chỉ hát hay, chơi đàn giỏi, em còn thông minh và học giỏi, 5 năm liên tục đều đạt học sinh xuất sắc. Những năm qua, Ngân Giang tham gia nhiều cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan dân ca trong và ngoài tỉnh. Em giành được một số thành tích tiêu biểu như huy chương vàng tại sơ khảo Liên hoan âm nhạc quốc tế Hồng Kông lần thứ 10 do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Buraris tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2013, giải nhất tại Liên hoan giai điệu tuổi Hồng và thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên vừa qua với tiết mục Người mẹ ăn xin vĩ đại. Để tránh tình trạng người dân ồ ạt chuyển đổi, lai ghép giống cây nhãn theo thị hiếu người tiêu dùng mà không có định hướng, những năm gần đây, việc quy hoạch vùng trồng nhãn được huyện Ân Thi quan tâm để hướng đến sự phát triển bền vững. Hiện nay, 60% diện tích trồng nhãn ở xã Tiền Phong là nhãn siêu ngọt. Khi mới xuất hiện, nhãn siêu ngọt có giá từ 80 đến 100 nghìn đồng một kg. Nhưng khi diện tích được mở rộng, giá nhãn còn từ 30 đến 50 nghìn đồng một kg. Những năm trở lại đây, khi các giống nhãn cùi cổ, đường phèn được thị trường ưa chuộng, người dân lại tập trung ghép giống nhãn này. Lo lắng tình cảnh cứ ồ ạt mở rộng diện tích, đến khi thu hoạch thì giá giảm, hợp tác xã nhãn Lồng Bảo Tiến đã chủ động quy hoạch diện tích trồng theo từng giống nhãn. Tuy nhiên, cũng chỉ trong phạm vi thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã thống nhất là bây giờ hiện nay mình không nên ồ ạt, chúng tôi có một đám A quy hoạch mỗi một thứ 30% thôi. Nhãn siêu ngọt đang ở mức độ này đang 8% đấy. Chúng tôi cố gắng tới đây thì tôi phải dịch chuyển dịch dần dần làm sao còn 5% thôi, để các nhãn khác, ví dụ nhãn đường phèn, nhãn cùi và nhãn lồng sớm chăm sóc. Hiện nay chúng tôi đang chuyển sang tên là hữu cơ rồi, đảm bảo chất lượng lâu dài. Tương tự như vậy, tại xã Hạ Lễ, những năm gần đây người trồng nhãn có xu hướng ghép cải tạo các giống nhãn cổ như đường phèn, cùi vân. So với giống nhãn được trồng đại trà phổ biến thì giống nhãn này cho hiệu quả kinh tế cao gấp từ 2 đến 3 lần, lại được thị trường ưa chuộng, diện tích ghép cải tạo tăng đều qua các năm. Đến nay diện tích ước đạt khoảng 6 hectare, tổng sản lượng ước đạt hơn 20 tấn. Việc quy hoạch vùng trồng nhãn đã được quan tâm, chú trọng hơn trước nhưng vẫn chỉ ở quy mô nhỏ trong phạm vi thành viên, các hợp tác xã và tổ hợp tác. Ghép và cải tạo phải làm sao quy hoạch gọn vùng gọn cánh, đủ diện tích, đủ điều kiện chăm sóc, và những người hộ phải có những tầm nhận thức và hiểu biết nhất định về phương pháp canh tác nhãn thì chúng tôi khuyến khích chuyển đổi để tránh cái tình trạng là chuyển đổi cách ồ ạt, không kiểm soát được sản lượng, diện tích và chất lượng sản phẩm. Huyện Ân Thi hiện có hơn 450 hectare trồng nhãn. Năm 2022, huyện ban hành đề án phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung áp dụng quy trình Việt Gáp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, vùng trồng nhãn được quy hoạch tập trung tại các xã như Hạ Lễ, Tiền Phong, Đa Lộc, Hồng Vân. Huyện Ân Thi cũng chủ trương không mở rộng diện tích mà ghép cải tạo giống, ứng dụng kỹ thuật canh tác để nâng cao năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện đang tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai việc đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho các sản phẩm từ nhãn.
Để giúp các doanh nghiệp thuận lợi lưu thông hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, đến nay Sở Công Thương đã cấp 7,4 triệu mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho trên 220 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục tham gia hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 1.000 mã sản phẩm, chủ yếu là dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm và dòng sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản của tỉnh. Truy xuất nguồn gốc bằng mã QR thể hiện rõ cái tính minh bạch của sản phẩm. Như vậy là đại lý cũng bán được nhiều và chúng tôi thì cũng xuất bán được cho đại lý nhiều hơn. Khoảng tầm 25-30%. Giá cả thì chênh lên khoảng tầm 10-15%. Nên là đại đa số là người dân bây giờ người ta đi mua sản phẩm người ta cũng rất là khó tính. Người ta đầu tiên người ta phải có cái bao bì nhãn mác cụ thể nơi sản xuất. Và đặc biệt là có cái mã QR thì rất là tốt để người ta biết được cái rõ cái nguồn gốc sản phẩm. Và người ta chắc chắn là sẽ ưu tiên cái sản phẩm đấy chứ. Việc cấp và sử dụng mã QR sẽ hỗ trợ các tổ chức cá nhân và người tiêu dùng xác định được nguồn gốc, thống kê, theo dõi quá trình lưu thông, phân phối các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng gian lận, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông tin nhà sản xuất ở đây. Chỉ trong một ngày 22 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên gấp thành công dị vật gồm một đồng xu kim loại và một kim châm nha khoa nằm trong đường tiêu hóa của hai bé trai. Cụ thể, bé trai 4 tuổi, quê ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, trong quá trình chơi ở nhà có nuốt phải đồng xu. Trẻ nhập viện sáng ngày 22 tháng 8 trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, da xanh tái. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống mềm can thiệp, phát hiện dị vật là đồng xu ở thực quản cổ. Dị vật được gấp ra qua nội soi an toàn. Trường hợp thứ hai là một bé trai 9 tuổi ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Trong quá trình lấy tủy răng tại phòng khám tư nhân, trẻ kích thích nuốt phải kim châm nha khoa có chiều dài 3cm, một đầu cán nhựa to và một đầu kim nhọn. Dị vật sau đó được lấy qua nội soi ra ngoài an toàn. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân 9 tuổi hấp dị vật kim châm nha khoa là trường hợp khó và hy hữu bởi dị vật sắc nhọn và đã rơi sâu xuống đường tiêu hóa. Các phụ huynh cho trẻ tránh xa những cái dị vật tròn như là đồng xu hoặc là những cái quả pin tiểu hoặc là những quả pin của máy tính casino và những cái dị vật sắc nhọn. Trẻ mắc những cái dị vật như vậy thì các phụ huynh nên đưa trẻ đến các bệnh viện, cơ sở nơi mà có đầy đủ các trang thiết bị như là chụp X quang, chụp CT scanner và nội soi tiêu hóa ống mềm để kịp thời gấp dị vật cho bệnh nhân. Ngay sau khi được can thiệp lấy dị vật, sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện ngay trong ngày. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam. Bản án dân sự phúc thẩm số 50 ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và bản án dân sự phúc thẩm số 07 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên buộc người phải thi hành án là ông Bùi Hồng Anh, bà Trịnh Thị Kim Quyến phải tháo dỡ công trình xây dựng và trả vợ chồng ông bà Lương Ngọc Bát, Lương Thị Sáu 333,9m², buộc ông Trịnh Xuân Hồng, bà Bùi Thị Mị phải tháo dỡ công trình xây dựng và trả vợ chồng ông Bát, bà Sáu 525,4m². Cả hai thửa đất trên đều nằm tại thửa đất số 183, tờ bản đồ số 03, vị trí thửa đất tại thôn Mỹ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Bản án có hiệu lực pháp luật, song người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, do vậy Chi cục Thi hành án dân sự thành phố phải ban hành quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho người và tài sản. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.